Mưa to các bác, dày hạt, mây nó kéo nhanh thật, đen ngòm hết rồi, nãy trời còn xanh. Ui ôi, cực to nhá. Bà kể nhiều khi đang lấy, đi lấy trời nó nắng to nhưng mà lên đến nơi lại mưa. Lấy tí lại quay về, nhiều hôm một trơn ngã. Đây, cao đã nguội các bác nhá. Cảm ơn bà nhá. Chúc bà nhiều sức khỏe. Các cháu về nhá. Vâng ạ. À, lại bà không một tuần nữa con lại lên đấy. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì cháu đang có mặt tại huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Các bác có thể thấy quan sát ở đây. Một cái khu vực núi rừng rất là điệp trùng. Chỉ có chim hót thôi, thú rừng. Đấy. Một cái khung cảnh vùng cao nó có thể nói rất là ma mị và rất là heo hút, vắng vẻ. Hôm nay thì cháu đang trên đường là lên nhà bà Trà. Đấy, quay lại nhà bà Trà để lấy thuốc nam cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái khu vực ở phía xa kia. Đấy. Là cái khu vực bên đó là đã thuộc địa phận của Bắc Cạn rồi. Đấy. Có nghĩa là cái khu vực này là cái khu vực mà nó là cuối cùng của Thái Nguyên các bác. Đấy, Võ Nhai Thái Nguyên. Và nó giáp với Bắc Cạn, nếu theo đường chim bay thì từ đó sang Bắc Cạn là rất là gần. Đấy, bà Trà bà ấy ở rất là xa như vậy, sâu như vậy ở trong rừng ở Thái Nguyên. Đấy. Heo hút vắng vẻ nó các bác. Hôm nay thì cháu tiếp tục quay lại nhà bà Trà. Đấy. Trong cái chương trình các bác là nhờ lấy thuốc giúp cho của bà Trà. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay thì cháu lên thì thuốc mà tất cả các bác nhờ ấy, thì bà cũng chưa lấy đủ được hết. Đấy, tuy nhiên thì là có thuốc nào bà lấy được rồi thì cháu sẽ lấy giúp để gửi cho các bác ngay để các bác không phải đợi lâu. Đấy. Chứ còn nếu mà để mà đợi mà bà lấy đủ hết của tất cả các bác thì là nó mất nhiều thời gian. Đấy. Bác nào mà đặt thuốc trước thì cháu sẽ lấy trước cho các bác để các bác dùng trước. Còn bác nào mà đặt sau thì các bác vui lòng là nếu như mà chưa có thuốc ngay thì các bác vui lòng đợi đấy, thêm vài hôm. Thì khi nào có thì cháu sẽ lấy ngay cho các bác đấy. Tất cả các loại thuốc đấy. Cả cao xương khớp nữa đấy. Cao xương khớp của bà Trà thì các bác đặt rất nhiều. Tuy nhiên là bà nấu từ hôm cháu lên đến hôm nay là cũng khoảng một tuần rồi nhưng mà mới được có hai hay là ba nọ đấy, rất là ít, không được nhiều mà cái lực lượng các bác đặt nhiều, ngoài ra còn các thuốc khác nữa đấy. Bây giờ thì xin mời các bác cùng với cháu nhé và em Ánh, hai anh em thì tiếp tục di chuyển vào nhà bà Trà. Đến đây cho đứng nghỉ tí đấy, view thì núi rừng chim hót níu nò vắng lắm, thưa lắm. Đấy. Rừng này mật ong là nhiều này. Đấy. Tí nữa về là cháu cũng đi cân mật ong đấy, của anh em Võ Nhai ở đây. Bác nào có nhu cầu muốn sử dụng mật ong thì các bác ủng hộ cháu nhé. Giá thì rất là rẻ, hợp lý. Đấy. Các bác mua từ 10 lít trở lên thì giá là 410.000 một lít và được miễn phí ship. Đấy. Đấy, mà các bác mua từ 5 lít đến 9 lít thì giá là 420.000 một lít và cũng được miễn ship nhé. Các bác mua từ 2 lít đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít, cũng được miễn ship. Và các bác mua 1 lít thì là giá là 430.000 một lít nhưng mà không được miễn ship nhé. Giá mật ong chè thì hiện tại thì cháu chỉ bán một loại chè thôi nhá, giá là 400.000. Các bác mua từ 2 cân trở lên là cũng được miễn ship nhá. Về chè rất là mong các bác ủng hộ cháu. Còn về thuốc của bà Trà thì là cháu lấy hộ rồi các bác nhá. Tình cờ cháu quay video ở trên mạng thì biết bà Trà, các bác
nhờ lấy hộ để cháu lấy hộ rồi. Thì sau khi mà cái quá trình rất nhiều bác sử dụng hiệu quả thì bây giờ mở rộng ra, các bác ở rất nhiều nơi biết đến và có nhờ lấy hộ thì cháu đều sẵn sàng giúp đỡ lấy hộ thuốc của bà trà. Còn về giá thì bà bán là một liệu trình là 900.000 và công khai trong rất nhiều các video rồi. Thuốc thì là các bác lấy thì các bác phải dán ship nhé, dán ship và ai lấy thì phải gửi tiền trước cho cháu. Đấy. Cháu đặt thuốc của bà và hôm cháu lên lấy thuốc của bà như này là phải trả tiền luôn cho bà rồi. Đấy là lấy hộ thôi. Còn về chè, về mật ong thì các bác ủng hộ cháu là rất là tuyệt vời, cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Đi vùng cao sạt lở sợ không các bác? Đấy. Đường xa các bác, từ nhà cháu lên trăm bao nhiêu cây. Nhưng mà đây nói không phải là kể đâu, nhưng mà thật ra thì đây là một trong những cái chương trình thiện nguyện của cháu. Đấy. Cháu không vất vả gì cả. Các bác nào mà có nhu cầu cần giúp thì cháu lấy cho. Đấy. Các bác có thể là ủng hộ cháu bằng cách like và đăng ký kênh. Đấy. Cũng như là mua ủng hộ cháu sản phẩm mật ong và chè Thái Nguyên. Nước này cạn hơn đấy anh ạ. Vâng. Ôi mà có phải cạn hơn đâu nhỉ? Hay là cái dòng nó sâu xuống bao nhiêu? Hay là nó bị sạt xuống này? Dòng nó sạt sâu rồi. Để anh đi trước dò đường nhá. Không, không, hay là cạn hẳn thế sao ấy? Đây đây anh cạn như thế, chỗ này còn trơ đáy ra luôn này. Đấy à, đấy à. Cắn quần ạ, ướt đấy. Úi dồi. Úi dồi. Đi bên đấy sâu rồi đấy. Đi trên đấy này. Đây, men này. Đi đây được rồi. Đưa sâu đấy. Đi ra chỗ đấy sâu cực luôn. Không tin. Thấy chưa? Mắc gì? Đây. Đây sâu ấy. Này trời mát các bạn, khả năng tí là mưa sâu à. Lên đây ngửi mùi cao và nấu cao xương khớp thơm ngát. Ba đang nghe đài nha. Quốc ơi. Đây là hình như là cây tầm gửi. Tầm gửi là cây rừng. Con chào bà. Con chào bà nhá. Gần khô. Bà đang nấu cao à? Có tiếng đâu được á? À. Đang nấu cao. Từ 4 giờ đêm bây giờ. 4 giờ đêm á? Ừ. Nấu khoảng mấy nọ bà? Nấu cho không biết tí nữa ra thôi. À, chưa biết được bao nọ nhá. Cô đặt cái nó lâu lắm mà nấu nhiều công đoạn. Thằng nào có ngửi mùi thơm ấy. Cạt đi ra nữa mà. Vâng. Đây hả bà? Cái này sao nó có cạn đi không? Có cạn, cho nó cạn hết này. À. Cái này bà nấu mấy hôm rồi? Nấu đấy, quy trình của nó là 5 hôm. 5 hôm rồi. Mình nấu cả đêm thì là bỏ ban ngày đi. À. Thế là được khoảng 5 nọ không? Không, chắc là không được. Không được á? À, căng lại nhờ. Thì ai họ lấy thì lui lại. Lại đợi à? Ừ, ngay một lúc thì không để làm kịp. À, đấy các bác. Mùa này nó là mùa mưa. Vâng. Thế những cái này lấy ở trên núi đá. Vâng. Thế là mưa thì không lên núi được. À. Chuối chín đấy. Tí các bạn có thích cái đèn này. Có lò sấy mà. Có lò sấy không? Không, con lấy chuối làm gì. Cái này vừa nọ xanh này đã chín rồi nhỉ? Đấy. Còn xong mai phải đi lấy, không có nó chín nó rụng hết. À. Trong vòng 2 tuần. Lại lấy tiếp mà. Ừ.
Đây là cao xương khớp các bác nha. Đang cô này. Làm thủ công. Nhưng mà cái này bạn chưa phải cho nồi to này đun chứ? Hay nồi to này đun. À xong nó còn lại là cho đây à? 3 4 ngày. Đun 3 4 ngày ở trong nồi này. Ừ. À. Thôi, vứt bã đi này, bắt đầu còn cái này. Vứt bã đi xong lọc. À. Xong là cô lại. Cái này muốn nhanh không được các bác. Không thể nhanh được chứ. Đây nó là mức cuối cùng, nó cô lại có bằng này thôi, để cô lại thôi. Vâng. Là hôm qua là cái nồi to kia là cứ sôi xịch xịch suốt ngày đêm ấy. À. Cho nó cạn nước đi thì mới vâng. Cô lại nó còn có thế này. À. Từ 4 giờ sáng đến giờ là cô lại. 4 giờ sáng bắt đầu đun đấy. Ui thế này riêng cái củi nó hết bao nhiêu củi này nhỉ? Củi thì đang phải vô tội vạ. À, đun bánh chung là đun 5 ngày, mình được bánh chưng một ngày hết bao nhiêu củi rồi. Đúng không? Đây nó ở rừng, nếu may được cái rừng sẵn củi. Không gần rừng lại phải nấu bằng than. Đấy, còn kiếm cây rừng này. Đấy. Cây nhiều cây lắm. Vâng. Khoảng độ hơn chục loại. Hơn chục loại cây. Đấy. Đấy là chưa đủ đấy, chứ nếu đủ thì hơn 20. Vâng. Nhưng mà hơn chục loại là nó những cái cây chủ vị chính ấy, thì là lấy cái đấy thôi. Vâng. Mà mỗi mẹ ai được có mấy nọ. Không cần thiết phải lấy nhiều. Vâng. Này tí nữa cô đặt nó đen đen ngòm lại anh nhỉ? Đen hết. À. Cô đặt xong rồi để nguội một tí. Một tiếng mới được à bà? Chắc một tiếng. À. Thôi cứ ngồi chơi. Xong rồi cho vào lọ được luôn không? Cho được. Cho ngay rồi. À. Rồi các bác nào đặt trước thì các bác lấy trước rồi nhé. Bác nào mà đặt sau rồi các bác vui lòng đợi. Cái này không thể nhanh, không thể vội được. À, không nhanh không vội được các bác nhé. Hà Nội nó không thể vội được. Nhưng là cái loại thuốc lá thì mình đi lấy về mình phơi chỉ là còn nhanh được. Nhưng mà cái này thì nó vâng. Không có thời gian không làm được. Ừ. Nấm linh chi. Đây của cái gì này. Vâng. Một cái đấy. Của cái ông chân còn... Chuối này là chuối mít rừng à bà? Chuối tiêu rừng. Tiêu rừng á? Sao quả nó bé đấy? Ừ, nó thế còn ở trên Lai Châu thì nó to như chuối nhà. Cái này là bà phơi khô à? Ốc vỏ xong phơi khô. À. Ngâm rượu. Cái này ngâm rượu à? Pha chế vào các loại thuốc được, ví dụ như là sỏi thận, sỏi mật. À. Sỏi gan. À có nghĩa là một đây là một trong những cái vị mà chữa sỏi thận, sỏi mật, sỏi gan. Rồi xương khớp. Xương khớp. À. Thế còn nếu ngâm rượu được à? Phơi cái này ngâm rượu ấy thì là ngâm với lại cái sâm ngọc bảo kia nữa thì nó là đặc sản của núi rừng. Sâm ngọc bảo là cái gì? Đây, gọi là sâm đen. À. Nhưng mà họ ngâm riêng cái này có được không? Riêng cũng được. Ngâm riêng này có tốt không? Chung với cái này thì nó thơm mà kể cả phụ nữ cũng uống được. Đây á? À, cái cây này hôm con vào rừng ở trong Khuổi Mèo là anh em đi đào rừng là quý cái này lắm. Đấy, sâm ngọc bảo. Sâm ngọc bảo à? À. Thơm lắm. Cực thơm. Họ đang đi rừng lấy măng là họ nhìn thấy cây này họ đào luôn. Cái này. Thấy là đào. Vâng. Ngâm hai cây ngâm cái này nhưng mà cái chuối này không cần phơi khô, nó chỉ là phơi 3-4 nắng xe lại thôi, không cần khô hết, là phơi với cái này thì nó mới hai cái nó bắt nhịp với nhau thì nó mới tạo cái hương vị. Là chữa bệnh gì? Là nó tốt cho cơ thể. Tốt cho cơ thể à? Còn sâm ngọc bảo này nó không béo, tốt cho cơ thể. Thế họ ngâm mỗi chuối này có tốt không? Mỗi chuối thì cũng được, nó là cái đặc sản. À, nhưng mà có này nó hay hơn đúng không? Cái vào thì nó hoàn chỉnh hơn. Sâm ngọc bảo, cái này cứ thái ra bà. Ừ, chặt băm ra xong là cho lấy ngâm. Ngâm cùng nhau. À. Uống thì phụ nữ cũng uống được, uống hết hẳn chài nó lại không rượu nó lại không nó không như là mình uống rượu trắng này, nó trở thành cái vị ngọt và thơm. Vâng. Thế là phụ nữ cũng uống được, không say. Vâng. Ui dồi, bà nấm linh chi. Nhanh lên. Không cần phải thúc thêm nữa. Không, cứ để thế thôi. Tiếng nữa mới được mấy nọ. Đến đây là hết thôi. Đặt lại là hết. Nó đặt lại nó còn ít chứ nó đây nó còn là nước. Đây vẫn đang nước, tí nó bay hơi à? Bốc hơi đi. À. Thúc vào cho nó bốc hơi đi, đặt xuống.
Nó đang đau bôi cái này tiếng sao dịu ngay mà. Cái này á? Vâng. Cái cao này thì nếu mà buổi tối ấy, mình trước lúc đi ngủ mình xoa vào mình dán vào ấy thì là đêm mình ngủ ngon. À. Là nó giảm đau ấy, nó ngủ ngon thôi. Sáng sau là tin luôn đấy. Nó giảm nhưng mà nó không phải khỏi luôn được, nó giảm. À. Thì mình đi lại vận động nó không nhăn nhó, không giảm đau. Con người nó không khổ sở. Vâng. Nó giảm đau an toàn, nó không có độc, mà nó nhẹ, nó dễ chịu. Vì anh đang đau nhiều như thế, nó hạ luôn thì, vâng, thì là dễ chịu. Thế mà đang đau nhiều, cái bệnh người đau xương khớp nhiều thì khó ngủ. À. Thế là dán cái này vào nó cứ êm êm dần đi, nó tạo cho giấc ngủ là nó khó ngủ là phải làm ngay một liệu trình mất ngủ. Ngủ ngon ngay. Thì dán vào, dán vào thì nó nó giảm đau dần dần, nó êm êm đi thì là mình dễ ngủ. Vâng. Giấc ngủ của mình cảm thấy nó ngon hơn là những cái lúc chưa dùng. Vâng. Chưa dán. Là mỗi cái loại này là lôi thôi nhất, mất nhiều thời gian nhỉ, nhiều thời gian lắm. Công sức lấy cây, cây này về bạn băm nhỏ chứ, có thể băm nhỏ kia đổ một đống rồi bã. À. Phải băm nhỏ hết. Ồ. Nó lại cao được, nó cô thành ấy nhỉ? Ngoài cái bờ dưới đường ấy. À. Vâng. Thế nó mới ra được hết hết chứ. Núi rừng điệp. Ở đây bà ngâm mật ong rừng với lại nghệ tươi bà. Nghệ tươi với lại hoa đậu đực này. Cái này uống là tốt cho đường tiêu hóa này. Dạ dày đại tràng này. Đấy. Mật ong. Cái này ngâm hoa đu đủ này, tốt cho họng. Mỗi ngày uống pha mật ong uống rất tốt cho sức khỏe. Dạ dày đại tràng. Tiêu hóa. Càng ngày càng cạn dần thôi. Cái này tí nó được bao nhiêu nữa nhỉ? Tí nó đặc lại thì nó có được bao nhiêu đâu. Đặc lại ít lắm. Vâng, bây giờ nó còn nước này, nó còn được nhiều nhiều, nhưng tí nó cô hết rồi. 3 phần nước nó chỉ xuống 1 phần thôi. Vâng, cao dán xương khớp. Hoàng Hiền đoán rất chuẩn, đây là tầm gửi, đấy, nhưng mà tầm gửi rừng, cực quý hiếm luôn, rất tốt. Nó ở trên cây cao ấy, phải làm cái thang, không là trèo lên, không mới lấy được. Xong bà vác về nữa. Lại kia kìa, các cái núi cao, núi cao đấy. Núi như thế kia đấy là, là mình phải vác cái thang lên, vâng. Xong rồi bác lên cây, không trèo lên lấy. Mỗi lần bà lấy thì được khoảng bao cân? Lấy xong mỗi lần lấy thì nó độ 15-20 cân. Thế rồi. 15-20 cân? Xong vận chuyển xuống. À, cũng hết buổi ấy nhỉ? À, thì cứ đi thôi, thời gian mình đi, thời gian là không hạn chế. Vâng. Làm cái gì cứ được việc thì thôi. Vâng. Cái này là tốt cho bệnh gì bà? Dạ dày đại tràng. À, dạ dày đại tràng. Bệnh trực tràng. Trực tràng. À. Dạ dày viêm loét dạ dày tá tràng này. Vâng. Đại tràng này, trực tràng này, nó phải có nó, xương khớp phải có nó. Gan. Vâng. Gan. Yeah. Tất cả phù gan, gan phù lên to phải đi hút dịch nhé. À. Phải có thành phần này trong. Vâng. Thuốc về gan. Bà ấy có rất nhiều thuốc các bác nhé. Đấy. Các bác theo dõi các video trước các bác biết là có rất nhiều thuốc. Đấy, trong đó thì có dạ dày này. Đấy. Dạ dày là đau bao tử. Dạ dày. À. Đại tràng. Đại tràng. Bác nào đi ngoài phân lỏng này. Đấy. Hiệu quả đau dạ dày. À... dạ dày đại tràng là 100%. Đấy, khỏi 100%. Đại tràng co thắt rồi hội chứng ruột kích thích, HP, viêm đại tràng, à, nhiễm khuẩn HP, tức là những người bị trào ngược, dạ dày trào ngược, thì là sau đó sẽ chuyển sang xung huyết dạ dày. Vâng. Mà xung huyết dạ dày thì tức là đã dương tính với khuẩn HP. À. Mà khuẩn HP thì là từ lúc nhiễm khuẩn HP thì sau đó là từ 7 đến 10 năm là sẽ chuyển sang ung thư dạ dày. Cứ để lâu là chuyển sang ung thư. Cứ để lâu là chuyển sang ung thư dạ dày. Thế mà
từ cái lúc đau dạ dày mà biết thanh toán khuẩn HBB đi rồi thì nó sẽ đào thải ra theo đường tiêu hóa. Thì là mình dùng cái thuốc dạ dày ở đây thì là dùng xong mà khỏi thì nên đi bệnh viện để kiểm tra, để người ta phân tích đánh giá là xem còn cái thành phần HB ở trong đó nữa không. Nếu còn thì tiếp tục uống thuốc thêm một lộ trình để cho nó sạch hết cái loại khuẩn này đi. Thế còn nếu mà không sử dụng thuốc này mà vẫn cứ uống thấy nó khỏi thôi mà không kiểm tra, không dứt điểm được thì là một cái tỷ lệ nào đó nó còn sót lại ở trong trong các cái thành dạ dày thì nó lại bắt đầu nó lại nhen nhóm, nó lại phát triển dần lên, thì là nó phát triển một cách âm thầm mình không thể biết được. Thế do tính chủ quan không thể biết được. Có nghĩa là các loại thuốc thì là mình uống khỏi rồi thì cũng nên là uống một liệu trình nữa. Đấy là cho nó có độ bền vững. Khỏi hoàn toàn luôn. Nó bền vững. Chứ còn cứ khỏi rồi là yên tâm rồi là không uống nữa nữa thì có những bệnh thì được yên. Thế nhưng cũng có những bệnh thì nó chỉ còn tỷ lệ rất ít những cái khuẩn ấy nó phát triển thêm. Nó lại phát triển ra thì do mình chủ quan. Thì là một thời gian sau thì độ vài năm lại thấy nó tái phát trở lại. Thế hoặc là có những người là cứ ung dung là coi như là sạch rồi, không đi viện kiểm tra, thì là nó trở lại lúc nào không biết. Nó cứ nhen nhóm dần lên thì đến cái lúc nó ung thư thì biết là ung thư rồi, thì lúc ấy trở tay không kịp. Mà muộn rồi đúng không? Cho nên là uống thuốc nam thì vẫn phải uống, nhưng sau thời gian uống là phải đi bệnh viện kiểm tra lại để cho nó loại trừ hết các cái tác nhân gây bệnh. Để thì mình mới yên tâm, mới ung dung được. Nhưng mà thuốc này đảm bảo là khỏi đúng không? Thuốc này là khỏi. Đã uống vào là khỏi chứ không có một lý do gì mà không khỏi được. Mà trên thực tế thì cũng đã rất nhiều bác là sử dụng và đã phản hồi lại rất tích cực. Đấy, nhiều bác là đã khỏi. Dạ dày, đại tràng là 100%. Bệnh trĩ coi như là xa búi trĩ đến độ 4 rồi vẫn co lại bình thường. Trĩ thì bạn lấy được thuốc trĩ à? Trĩ lấy được. Còn uống như nào? Uống rồi bôi, không ngồi được cả xe máy, đau quá, không ngồi được. Thế nên nó co hết vào thôi. Bôi mới lại uống. Buổi tối vệ sinh sạch sẽ cái hậu môn đi xong là bôi, sáng ra lại rửa sạch. Nhưng mà kết hợp cả uống à? Kết hợp cả uống thì cũng vẫn là những cái tiêu chuẩn của loại này thôi. Vì nó nằm trong hệ tiêu hóa. Đã hệ tiêu hóa là thành phần thuốc nó giống nhau. Mới lại bôi. Ngoài ra thì có tim mạch, huyết áp. Huyết áp. Hôm nay là lấy huyết áp cao cho các bác nhé. Hệ thần kinh. Rồi phổi, các căn bệnh về phổi. Rồi phù thận, phù gan. Thận phù to chướng hết người lên, mặt mũi là mập mạp hết cả lên, là tháo ra hết. Thế là không bị tái phát trở lại nữa. Gan thì là phù lên thì phải đi viện hút dịch, nhưng mà ở đây thuốc nam là uống vào nó tháo ra hết mà không phải đi hút dịch nữa, mà tuổi thọ của nó là vô tư rồi. Thế nhưng mà thuốc tây thì là anh đi hút dịch 2 năm thì về là anh phải chấp nhận bước vào cửa tử, chứ còn không có cái giải pháp nào để cứu gỡ nữa đâu. Là vì cái chuyện đấy là chuyện nó đương nhiên rồi, thường thấy rồi. Nhưng riêng thuốc nam này thì là sau khi tháo hết dịch rồi mà anh không dùng bia rượu nữa thì cứ vô tư mà ung dung mà sống với lại cái tuổi thọ thôi. Không có gì. Nên là riêng là về phổi. Phổi thì là xẹp phổi, teo phổi là cho xốp trở lại. Thế vì còn thì là các cái loại thuốc khác thì nó không thể, khi phổi đã bị xẹp hết xuống thì người ta mệt lắm, người ta khó thở lắm, mà chỉ đi vài bước là mệt lắm rồi. Thế thì lúc ấy tư tưởng nó cũng nảy sinh ra những cái điều là tiêu cực rồi. Thế vì rằng thì là cảm thấy nó nguy cấp quá rồi, không có cái cách nào mà cứu gỡ nữa. Thế còn là các cái phương thuốc khác thì là nó cũng chuyển biến là không cải thiện được bao nhiêu. Thế cho nên là con người tư tưởng lúc ấy là nó cũng hoang mang rồi, nhất là những người bị xẹp phổi thì hoang mang rồi. Thế nhưng mà uống cái này thì cái phổi là nó xốp trở lại, tức là cái cánh phổi nó nở dần ra, nó xốp trở lại thì người ta hít thở vào thì cái oxy nó làm việc được nhịp nhàng để cánh phổi nó trả lại như cũ. Thế là bây giờ những cái trường hợp mà các anh người ta hút thuốc nhiều xong rồi là người ta mệt mỏi khó thở thì thuốc này là có hiệu quả không ạ?
Cái này uống vào thì nó rửa sạch phổi, nó tẩy sạch hết những cái chất độc mà mình hít vào. Vâng. Thế là coi như nó rửa sạch, chứ nó làm cho thông thoáng phổi thì coi như là nó trở lại bình thường. Hiệu quả. Hiệu quả tốt. Thế là những người mà người ta bị Covid xong thì có nhiều người bị mờ phổi. Thì tốt quá, uống cái này mà tốt quá. Trả lại toàn bộ. Như ban đầu. Thế là về phổi không anh, các bác yên tâm. Chỉ là lá thôi, toàn là lá. Vâng. Có một thứ giải độc. Là nó nằm ở trong cái thuốc miếng trong, ấy. Trong vị thuốc. Thì là trong cái đấy, là cái đấy là giải độc. Đồng thời nó là vị chính, còn toàn là lá. Vâng. Cây này là cây rừng tự nhiên hoàn toàn mà không có bảo quản gì các bác nhé. Đây là cứ đồ rừng hết thôi. Nhiều nơi họ về họ còn bảo quản hóa chất, họ còn nhuộm màu các kiểu, nhưng mà đây tự nhiên hết, hoàn toàn 100%. Thì bốc thôi, còn làm không kịp cho khách hàng ấy, thì không có thời gian nào mà không kịp giật ấy. Đấy. Không có thời gian mà cho cái công đúng nghệ. Đúng là có nhiều bác còn đặt thuốc, có khi đợi thực tế là có nhiều bác còn phải đợi tháng rưỡi 2 tháng mới có thuốc. Không có thời không gian. Không kịp luôn. Phơi thằng dân dã này thôi, chỉ nhờ mặt trời chứ còn không có cái phương thức. Nên là giao thuốc nó rất là thơm. Nó tự nhiên. Nó nguyên vị. Vâng. Mà cái màu sắc của nó cũng thế. Vâng. Loại nào thì màu sắc ấy thôi, chứ nó không có một cái gì là của công nghiệp nào. Phổi tiếp theo là về tai biến. Tai biến thì nó do nhiều nguyên nhân. Vâng. Có người thì do thoái hóa cột sống từ cổ, đốt sống cổ rồi đốt sống lưng xuống thì nó gây tai biến, gây tê liệt. Có người thì do béo phì, có người do huyết áp cao. Có người thì do là tim mạch hoặc là thần kinh. Tim mạch mạch hoặc là mỡ máu. Vâng. Đúng rồi, uống thì là do nhiều nguyên nhân. Thế hiệu quả. Nhưng mà uống vào là khỏi. À. Uống vào trong khoảng 2 tuần là đang liệt nửa người là coi như trả lại cân bằng luôn. Đấy, đi là dáng đi là tư thế là lấy lại như ban đầu. À. Thế còn liệt cả người thì lúc ấy là bắt đầu đang dấu hiệu tích cực là anh đã bắt đầu vận động được. À. Thế nhưng mà vẫn còn phải sự hỗ trợ. Vâng. Thế anh uống đủ 2-3 lộ trình. Vâng. Tức là nó là trong vòng liệt toàn thân ấy, trong vòng khoảng 2 tháng thì là coi như là đi lại bình thường. À. Không có vấn đề gì. Kiên trì uống vài liệu trình. Cho nên là anh nào bị nặng ấy thì phải uống thêm. À. Chứ còn riêng một lộ trình thì nó chỉ là đối với người liệt nửa người thôi. À. Thế thì là ngon lành luôn. Vâng. Bà cất thuốc mưa bà. À. Mưa rồi. Bắt đầu mưa. Nhìn kìa bên kia mưa. Camera quay. Cơn mưa kéo đến. Mưa mới lắng không nhỉ? Mây thằng cái mưa ngay. Cái đoạn mưa rơi mà đi qua thì cứ ngồi trên xe mà quay nhá, đừng có xuống. À. Thang mưa rơi bà. Thang mưa rơi. Vâng. Người ta cứ ngồi trên xe người ta quay biết đi. Vâng. Mưa to luôn ạ. Cái vị trí nó không. Vâng. Không an toàn. Các bác vào nhà tìm hiểu tiếp nhá. Mình đợi nơi cao là vừa hợp lý đấy. Đấy. Nếu mà con nó về ngay là đang đi đường là con bị ướt rồi. Dạ. Hôm nay con có bị ướt mà. Vâng. Mình biết là con tạnh không? Thôi mình đợi cao được thì mình về luôn một thể. Có phải đi qua cầu treo không? Con không, đi qua đập tràn dưới bạn. Vâng, nước to là qua cầu treo thật. Trên này nó mưa thất thường nhỉ? Vừa nắng lại mưa ngay rồi. Ô bà lại đảo đèo rồi à? Thơm lắm các bạn ạ. Thơm ngát của kè. Cái ông mà bị liệt hai chi dưới kia là một lộ trình ấy thì là không thể dứt điểm được đâu. Vâng. Thế. Ông liệt kia gì? À có cái bác ấy bị tai biến hơn 30 năm rồi bạn. Chữa được. Bác ấy hỏi là không có chữa được không? Vẫn còn sống là vẫn chữa được. Có nghĩa là vẫn sống là vẫn chữa được. À. Tuổi cao bao nhiêu tuổi càng vẫn chữa được. Bác ấy bảo là bác ấy bị hơn 30 năm rồi, không đi được. Nói là ngọng díu không? Nửa người hay là cả người? Nửa người thì phải. Có nghĩa là không đi được ấy. Vẫn chữa được cái gì? À. Vâng.
chỉ là thần kinh thôi. Vâng. Cái thần kinh hoạt động trở lại như là khỏi. Vâng. Đi được. Đấy là bác nào, các bác nào bị về phổi đều ok nhá. Đấy. Dạ dày đại tràng là cũng khỏi nhá. Tai biến này ok này. Thần kinh là người nào cũng sợ vì không có cái phương thức nào để mà chinh phục được nó. Vâng. Nhưng mà ở đây cái bài thuốc dân tộc thì nó chả có gì là đáng lo cả. Vâng. Có cái xử nó chỉ là lá cây với lá rừng. Vâng. Lá rừng. Nhưng mà bởi vì nó là những cái thứ mà nó hiếm. Vâng. Mà chỉ những người dân tộc người ta ở trong những cái vùng sâu vùng xa hẻo lánh thì người ta tiếp cận với nó thì người ta mới tìm ra được cái giá trị của nó thôi. Vâng. Cho nên là thực tế thì nó là khó, thế nhưng mà nó ở vào những cái vị trí, cái địa hình này với con người với cuộc sống ở đây thì người ta lại dễ tiếp cận. Vâng. Chẳng có gì là cái đáng sợ. Vâng. Các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Còn về sỏi thận khỏi 100%. Đấy, riêng sỏi thận cái tỷ lệ là cao hàng đầu. Sỏi mật thì khó hơn. Sỏi thận thì hầu như các bác nào uống là đều điện lại là khỏi hết. Đấy. Đến sấp xỉ 100%. Các bác cần điện. Cái ông sỏi mật thì chắc chưa uống hết. Sỏi mật chưa hết bạn. Vẫn đang uống. Vì sỏi thận thì nó đào thải ra trực tiếp. Vâng. Mà sỏi mật thì nó lại đào thải qua cái đường tá tràng mà nó ra qua đường tiêu hóa. À. Thế thì chứ nó không dễ đẩy ra được như là sỏi thận. Vâng. Nó cũng ra hết nhưng mà kiểm tra nó khó. Vâng. Thế còn sỏi mật thì nó có 3 loại. Thứ nhất là sỏi túi mật, thông thường là phải cắt mật luôn, à. Cắt túi mật luôn. Thế nhưng mà uống thuốc nam này theo đuổi vào uống thì là nó bào mòn rồi nó đẩy dần ra, nó đẩy theo đường tá tràng, à. Nó cũng ra được hết. Vâng. Nhưng mà nó phải mất thời gian, con người mình có kiên trì mà làm theo cái quy trình hay không. Vâng. Chứ còn thì cái tội gì mà cắt mà. Vâng. Thế còn sỏi mật thứ hai nó là sỏi ống mật, thì nó ở ngoài ống mật bên ngoài này, à. Thế thì nó theo đường bài tiết nó ra. Vâng. Cái sỏi thứ ba là sỏi mật ở gan, tức là sỏi mật nhưng lại ở gan. À. Thế thì nó theo đường bài tiết nó ra, thì nó phải chuyển hóa qua những công đoạn là, tức là nó ở những cái bộ phận là nó không dễ như là thận. Thế còn sỏi thận mà. Cho nên là nó phải khi mà đào thải ra ngoài thì nó phải vận chuyển qua những công đoạn khác. Vâng. Nó không ra tuột một lèo ngay như là thận được. Nhưng mà sỏi thận là ra luôn đấy. Sỏi thận là dễ nhất, ra nhanh nhất. À. Nhưng mà bác nào to thì mới phải uống nhiều liệu trình. To thì phải uống cho nó bào mòn nó như cáp ấy. Vâng. Bé thì có thể là một liệu trình hết, nhưng mà to thì phải vài liệu trình. Cáp thì nó mòn đến khi nó bằng nửa hạt gạo nó ra hết là hết. Vâng. À, có nhiều bác cái điện, bác cái bị thận yếu ấy, đi tiểu đêm nhiều có thuốc không? Có. Có à bà? Có hết. À. Suy thận. Thận hư, thận yếu. Tốt cho thận đấy đúng không? Giải quyết hết. À. Các thuốc về thận nhé, bác nào bổ thận, không phải là sỏi thận, sỏi mật mà uống cho nó bổ thận, tốt cho thận, không giảm đi tiểu nhiều. Đấy. Nhiều bác là đêm mà mất ngủ. Tiểu buốt, tiểu rát, tiểu đục. À. Có người uống vào nó còn da nó đục như nước đất ấy. À. Đi giải vào bô nó da đục như nước đất. Cái những trường hợp ấy là anh bị sỏi niệu, sỏi bàng quang, tức là cái sỏi mùn hay còn gọi là sỏi cám ấy. À. Nó bám dọc cái tuyến bài tiết ấy. Vâng. Bám dọc theo đường tiết liệu theo bàng quang ấy thì là uống vào là uống vào hôm trước hôm sau là đi giải ra nó đục như nước đất. Vâng. Nó đục thế là thông thoáng ngay, hoặc là đi tiểu ra máu. À. Là cái đấy. Tiểu ra máu. Không có sỏi nhưng đi tiểu vẫn ra máu. Vâng. Giải quyết thành công hết. Còn cũng có trường hợp là thận sỏi trên thận nó rơi xuống dưới bàng quang là đi giải cũng ra máu. À. Nó có 2-3 loại. Vâng. Rất nhiều thuốc.
dạ dày, đại tràng, tai biến, mỡ máu, mất ngủ, trầm cảm, thần kinh, động kinh, xương khớp, huyết áp cao. Còn gì nữa không nhỉ? Phổi nhờ. Tim phổi, gan. Thuốc tốt cho gan. Mát gan. Hôm trước mà bảo viêm gan B nó cũng chữa được nhờ. Và viêm gan B là chữa ok các bác nhé. Ok hết. Ở dạng viêm viêm gan ấy thì nó giai đoạn đầu nó nhẹ thôi nhá. Vâng. Một lộ trình nhỏ. À. Còn là phở gan anh bị phù lên ấy. Vâng. Phù lên để đi hút dịch ấy thì anh có thể đưa ra lộ trình. Tốt cho gan. Nó nấm linh chi. Thực tế là uống vào là nó rút ngay nhưng mà để cho anh khỏi là nó loại trừ được hết cái bệnh ấy thì là phải theo hướng dẫn. Vâng. Đây là thuốc dạ dày. Đây là dạ dày toàn là cây hết mà nhỉ? Thân cây à? Nhiều vị, trong này có tầm gửi. Tầm gửi rừng. Tầm gửi rừng bà vừa phơi nãy. Khổ cong hết rồi. Cái này là đau bao tử là uống là ok. Dạ dày kiểu gì kéo ung thư lại rồi. Ung thư rồi. Vâng, cũng nó. Cũng khỏi luôn. À. Cũng nó. Vâng. Đã tiêu hóa rồi như nó. Đại tràng cũng vẫn loại thuốc này. Nhưng mà cách thay thế nó khác đi thôi. Có vị, cũng vị chính ở trong này. Vị vẫn là vị này. À. Cách thay thế nó khác. Ví dụ anh cháu bón thì mình cho nhiều thứ nhận tràng vào. Vâng. Anh đi lỏng thì mình cho những thứ nó săn là. Cái này bác nào nó bị HP là cũng cái này đúng không? HP là đấy. Cũng là thuốc này. Ung thư giai đoạn đầu cũng nóng. Vâng. Ung thư nó phát triển cao hơn thì. Biết đến bà trà này là rất nhiều bác là uống thuốc là rất là phấn khởi. Nhiều bác là điện lại là cười thật. Cảm ơn, gửi lời cảm ơn bà trà rất nhiều. Đấy. Rất nhiều bác là khỏi rồi. Chia sẻ các bác như vậy. Đó, rất nhiều. Con lấy thuốc cho các bác của bà cũng lâu rồi nhỉ. Năm trước là từ tháng mấy nhỉ? Mùa mưa. Mùa năm rồi. À chắc là cũng tầm mùa hè năm trước nhỉ. Mùa hè năm trước. Đấy. Hả? Tháng 9 tháng 10 á? Vâng. Đấy, chào anh, chào các bác ấy. Chào các bác. Rất nhiều ca thành công. Đấy, rất nhiều ca khỏi bệnh. Các bác điện lại cảm ơn. Uống thuốc ở đây là phải thành công. Vâng. Ca nào vào đây là có niệm phúc rồi. Vâng. Bác nào biết đến là đã may mắn rồi. Bác nào lặng thì uống nhiều liệu trình. Nhẹ thì uống ít liệu trình. Nhiều bác là một liệu trình nó tan luôn. Nhưng mà các bác lặng hơn là phải nhiều liệu trình. À nó bắt đầu nó hửng sáng sáng ra tí đấy bạn. À, là có nguy cơ ở tạnh ấy. Với bên kia núi là nó sáng rồi. Qua quả núi kia. Nhưng với bên này vẫn đang mây vẫn đang đen. Đó. Vẫn phải cạn nữa mà. Úi dồi. Có là trong một cái xanh này là chỉ để một phần thôi. Úi dồi, thế thì đúng là chả được bao nhiêu thật. Không thể vội nổi. Vội thì không vội được mà có cái phương thức nào cũng không thể hơn được. Thế trước bà lấy thuốc lá sao bà lại lấy thuốc lá cho nó ấy? Lá thì nó không hiệu quả bằng cái cao này. Nó đỡ cái cao này vào thì nó mới hiệu quả. À. Ví dụ như là bị tiểu đường là giai đoạn cuối rồi đấy, đái tháo đường rồi đấy. À. Thế mà nó biến chứng sang xương khớp. Vâng. Nó nó sưng cơ bắp lên ấy. Vâng. Phải cái loại này mới trị được nó. À. Còn thuốc lá cái thuốc bấm miếng kia thì không nói lên điều gì. Vâng. Riêng xương khớp là phải là cao này. Nó hiệu quả hơn. Thuốc uống. Phải dùng cái loại này. À. Mà cũng không được tuyệt đối, nó chỉ là tương đối thôi. 70% đúng không? Thế
Nhưng mà xương khớp mà đang đau mà nó giảm được 70% thì sướng lắm ấy. Giảm mà không nhăn nhó, mà không vật vã rồi ngủ được, ăn được. À. Đi lại được. Làm việc được. Vâng. Thế thôi, nhưng mà để cho nó dứt điểm tuyệt đối là không không thể. À. Nó chỉ là tương đối. Vâng. Đây được rồi bà. À đấy nha. Cao xương khớp nha. Sau 5 ngày 5 đêm chế biến. Được một nồi này bà. Đấu nồi to các bác nha. Được một nồi này cao đâu. Nồi 120 lít. Vâng. Này được mấy lọ anh nhỉ? Tầm 3 lọ anh nhỉ? Hơn 3 lọ. Hơn. Sánh nhờ. Càng cạn thế này càng thơm nhá. Nhờ. Thơm ngát của ghe. Đây, cao đã nguội các bác nhá. Và cân nhá. Mấy mấy một lọ là được mấy nặng cao mà? Cái lọ trước là cứ hai lạng một lọ. Hai lạng cao cái gì? Trước ấy. Là chưa tính cái vỏ này thì. Ừ. À. Cái lọ này là to hơn này. À. Bà cứ tính đủ lượng cao của bà. Hai lạng cao quá nhá. Chưa tính lọ. Cao thì cứ là hai. Lọ thì bà đang còn mấy lọ này thôi. Sánh chưa? Vẫn còn đang nấu. Cho quạt thổi tí này. Được. Nguội rồi, nguội rồi. Hả? Cũng nguội rồi, nấu rồi. À. Mấy tiếng đồng hồ. Xí xí. Cao sơ khớp. Cao bắt đầu vào hộp nha. Cực quý các bác nha. Quý hiếm. Cái này không phải ai mà nấu được cái này đâu. Kinh nghiệm bao năm. Đúc kết rồi. Các bác lấy cao thì chủ yếu là chất lượng ở bên trong nhá. Còn cái vỏ này là cái vỏ hộp không phải là ấy đâu nhá. Không phải lọ của nó. Không phải vỏ cao là nấu, còn vỏ này là vỏ tận dụng. Các cái vỏ cũ. Vỏ đi xin. Vâng. Hai nặng cao. Ba nọ rồi. Thế rồi. À. Ít nhỉ? Bao nhiêu công sức? Thế mà còn chưa được tuyệt đối. À. Bao nhiêu? Nó khỏi hẳn cho thì đã mỹ mãn. À. Không thể khỏi hẳn được. Cái món xương khớp này chỉ 70%. Không thể dứt được. À. 70% ở trong xương khớp là tỷ lệ cao. Cân lên nào. Cân cũng cân đầu cổ. Đủ khối lượng hai lạng cao nha các bác nhé. Đây mất ngủ không phải không bà? Cái đấy là gan. Gan á? À, gan.
Dạ cổ lam mà bà. Không phải à? Chưa đủ à? Chưa. À. Chắc là nó vẫn chỉ trong cái tiêu chuẩn 3 lọ này hết. À. Muốn hơn không được. À. Căng đấy nha. Bác nào muốn đặt sau thì các bác đành đợi lấy đợt sau nhé. Bác nào đặt trước thì lấy trước thôi. Cũng muốn gửi cho các bác luôn một thẻ nhưng mà không có thì không kịp. Không biết làm thế nào. Ở cái thìa kìa mày. Muôi. Được ít. Giờ nó dính rồi. Hả? Giờ nó khô. Ui giời, được cũng 3 lọ. Hết sạch. Đây kiểu như kiểu nhà ngày xưa đông con, thời ngày xưa. Vét cơm. Vét. Nó không đói còn chén luôn ở chảo. Cân đủ trọng lượng. Đấy, đây là cả vỏ đây là. Đấy, cái vỏ của nó thì nó độ 2-3 hoa thôi. Đây là cân cao. Hai lạng đây đúng không? Cái tươi là phần vỏ. Vâng. Vậy nên. Sô-cô-la. Chocolate. Ừ, tí, cho thêm một tí nữa. Vâng. Vén nốt, hai hộp đấy là vừa đẹp. Đấy, hai cái này phải cho thêm. Vâng. Cho. Đũa. Này, đều nhau các bác tị nhau và hộp to hộp bé chứ. Nên các bác hộp nào cũng như nhau hết. Cho đều. Cho đều, cho đều, cho đều. Đầy nọ ấy nhỉ. Đấy kìa nó rơi bà ơi. Dưới nó rơi. Phí. Đấy. Cho đều hết vào hai hộp các bác nha. Đấy. Hộp bên này nữa. Không ăn được mà. Quý. Mà phải tận dụng hết. À. Hết thì bà, vết hết cho đầy nọ. Nó đều. Nọ đầy nó không đầy. Thầy bao cấp này. À. Lại chợ măng bán tiếp à? Đi bà, vén nữa đi. Chẳng biết càng. Vén hết đi bà. Cho các bác thêm một ít nào hay đấy.
tận dụng. Hả? Sợ cái này mũi ấy này. Nghe sợ ghê á? À? À, con ghê cái tiếng mà họ hót vữa ấy. Đây đây bà. Cái tiếng hót vữa đấy đấy, đấy bên này. Đấy. Cái tiếng hót vữa nó xoẹt sắt nó va vào nhau nó cứ ken két đấy. Xoẹt ghê. Đấy đấy, nó nốt thiệt đi bà. Đây này, xung quanh. Vẽ cho các bác đi. Các bác theo dõi video thêm một ít là được một vài nượt dán của các bác. Đấy, vẫn còn. Đấy. Mà vẽ nó kia cho bên kia, nó cho bác này được một ít. Bác ấy bảo mày cho nọ bên này, không cho nọ bên này à? Đấy. Cạn kiệt luôn nhá. Hết luôn nhá. Chỉ ra được bằng ấy thôi, nó không thể hơn. Đúng rồi, không hơn được nhỉ. Không thể hơn. Muốn bốn nọ không được, còn được cũng ba nọ. Thế mày căng. Còn để cho nó được nhiều cao thì nó lại không. Này lại bị mất. Nào thì nó lại không tác dụng. Các bác nào đặt đợt sau thì các bác đợi lại khoảng 5-7 ngày nữa nhá. Chục ngày. Chục ngày cơ bà. Vừa rồi là bà có cây sẵn và nấu đúng không? Mùa khô thì nhanh nhưng mà mùa mưa này nó cản trở. Mất chục ngày à? Các bác nào đặt mới thì các bác đặt luôn nhá, để nấu một thể luôn nhá. Ôi giời ơi, đây nhá. Đây nhá. Nọ này to hơn thì nó không được đầy nhá. Cái trước nọ to hơn. Cân nặng như nhau nhá. Cao thì bằng nhau nhá. Ngang cơ hết nhá. Đấy, cao này. Cẩn thận mạnh. Bác nào nhận hàng ở y nguyên này nhé. Đóng hộp cho nào nó nguyên như thế gửi. Củ này củ gì đấy bà? Cái củ đấy cũng nấu ở đây này. À, mấy cái này đây là cũng để nấu đẫn này à? Để lại cho ấy cho người ta ngâm rượu sao bóp. Ngâm rượu sao bóp. Ai mà thích ngâm rượu. Cảm ơn bà nhá. Nó khỏi bệnh. Chúc bà nhiều sức khỏe. Các cháu về nhá. Vâng ạ. Lại bà không một tuần nữa con lại lên đấy. Chịu khó lên rừng. Vâng. À đây ạ. Không về đây bà. Ôi giời ơi. Mưa. Này là nương xuống thấp là đi được. Vâng. Không biết đọc ấy. Rồi. Mùa mưa đi khổ lắm. Của nó lông cũng được. Của nó lông nó sâu đấy.